lúa ở giai đoạn trổ cần được bảo vệ khỏi các tác nhân gây lem lép hại. Lá đồng thiếu sức sống, hạt lúa bị lem lép nặng nề. Kia 400cc với siêu dầu Úc đánh bật lem và lép hạt, giữ xanh ba lá đồng đến gần thu hoạch, tạo tinh bột cho hạt lúa chắc tới cày, hạt sáng bóng và bán được giá cao. Bia, diện mạo mới, chai bình mực hết bực mình vì lem lép hạt. Tấn Hưng, Hưng Thịnh cùng nhà nông.